có bị không bạn? Chúng ta đang đi trên đường Võ Văn Kiệt thì bỗng thấy một có một đám cháy. Sẵn quay lên đi bà con mình xem đó. Tình hình thế nào nhé? Thấy quá trời khói luôn ở phía trước. Chiều nay thì Sài Gòn quá trời kẹt xe. Chỗ này là chung cư 518, chung cư 518 Võ Văn Kiệt, chung cư mà bị nghiêng hôm bữa đó. Cháy nhà chứ không phải cháy chung cư các anh chị. Ủa này là cháy nhà. Cháy nhà chứ không phải cháy chung cư. Ủa nhà trong hẻm vậy là phía sau còn cháy nữa kìa. Trong hẻm á, cháy trong hẻm á. Họ lo kéo dây chưa xong luôn hả? Kiểu này mấy này đâu á. Ủa tới nãy giờ lâu lắm hả? Lâu rồi. Chết bà không? Nó tự giờ kéo dây chưa xong. Lo làm gì trời? Quá đội trợ kéo dây không, nó cháy cũng hết mẹ. Cháy cái dãy nhà đó quý vị ơi. Người dân hiếu kỳ rất là đông luôn. Nghe đâu là xe cứu hỏa tới từ nãy giờ nhưng mà vẫn chưa có gắn cái dây vô để bơm nước được nữa, là không có nhanh lẹ. Cháy kiểu này tới có nước để xịt thì chắc xong luôn rồi quá. Các chị thấy ở đây còn bơm nước nữa nè, trời chưa có nước luôn. Rồi thôi chúng ta đi nha, một số hình ảnh để chúng ta có dịp nhìn, nhưng mà cũng chắc là vất vả đây cho những người nạn nhân. Không biết tình hình bên trong thế nào nhưng mà nước xịt vẫn chưa có nước luôn. Trời ơi, cháy nhà mà gặp mấy ông làm kiểu này là chết luôn. Nhưng mà mình cũng không biết tình hình thế nào á, không biết có trục trặc gì hay không, hay là do vấn đề kỹ thuật gì đó. Nhưng mà mình thấy thì nghe theo anh
đi đường anh nói thì nước có cảnh sát cứu hỏa tới từ nãy giờ nhưng mà vẫn chưa xịt được. Theo em nhìn thấy thì vẫn chưa có gắn cái dây ống nước vô xe luôn. Thôi cầu mong là gia đình những cái nạn nhân đó không sao ha. Rồi một số hình ảnh ở khu vực sự việc cháy nhà ở khu vực đường Võ Văn Kiệt gửi đến quý vị khán giả và bà con cô bác cùng cùng xem ha, để nắm bắt được tin tức. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đây là cầu chữ Y nè, bến Hàm Thử. Ở đây thì